Không thể tin nổi một hình xăm đậm như thế này chỉ sau 2 buổi xóa xăm tại thẩm mỹ YO đã mờ đi rõ rệt. Và thưa quý vị, chúng ta đang ngồi cạnh anh Kiên, khách hàng đến với thẩm mỹ YO để xóa xăm thưa quý vị. Và anh Kiên thì trước đây có một cái tình trạng xăm rất là đậm trên vùng cánh tay phải. Và ngày hôm nay thì anh Kiên đang có mặt ở đây để chia sẻ cho mọi người cái hiệu quả cũng như là sự hài lòng của mình sau khi mà xóa xăm tại thẩm mỹ YO. Em chào anh Kiên ạ. Anh xin chào tất cả mọi người. Thì trước khi đến với Ohio ấy, thì anh có tìm hiểu trên Facebook và anh thấy trên Facebook thì có những cái hình ảnh rất thực tế về bên thẩm mỹ Ohio cũng đã chia sẻ trên cái Facebook. Sau đó anh có đến đây anh tìm hiểu và thông qua cái sự đón tiếp nhiệt tình của các bạn ở Ohio, các bạn cũng đã kiểm tra cái mức độ độ đậm của hình xăm cho anh. Sau đấy anh cũng có ký một cái liệu trình để các bạn ấy xóa. Và trước khi xóa thì nó rất là đậm, nhưng mà mình đến đây là lần thứ 3 rồi, cũng đã giảm được khoảng 6-70%. Anh Kiên ơi, không biết là cái hình xăm này thì mình đã xăm được bao nhiêu lâu rồi? Và cái lý do vì sao mình đã quyết định xóa cái hình xăm này đi ạ? Hình xăm này anh nhớ là anh xăm khoảng gần 10 năm rồi. Cũng ngày xưa thì mình cũng tò mò, rồi thích mình xăm. Rồi sau đến bây giờ mình cảm thấy nó không còn phù hợp nữa thì mình cũng xóa nó đi. Dạ vâng ạ. Không biết là trước khi mà đến với Ohio thì anh Kiên đã tìm hiểu nhiều cái đơn vị nhận xóa xăm chưa ạ? Anh cũng... Lý do vì sao mà anh lại lựa chọn bên em? Anh cũng tìm hiểu rất nhiều rồi. Và anh cũng có đến thực tế một số địa điểm. Nhưng mà rồi là sau khi anh đến chỗ Ohio thì anh quyết định anh xóa tại đây. Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn anh đã chia sẻ. Đúng là chăm nghe không bằng một thấy, mà chăm thấy thì không bằng một thử, đúng không anh? Đúng rồi.